Bạn tin rằng người khác đem đến khổ đau cho bạn thì cả cuộc đời này bạn không bao giờ hết khổ cả. Mà bạn tin rằng khổ đau hay hạnh phúc là do chính mình lựa chọn, thì lúc đó bạn sẽ có thể xoay chuyển cuộc sống của mình. Và sự thật là chúng ta sẽ trở thành cái gì mà chúng ta tin. Giống như việc bạn tin rằng mình là một người có giá trị thì bạn sẽ sống một cách rất có giá trị. Nhưng nếu như bạn tin rằng bạn không làm được cái việc gì hết á, thì cuộc đời của bạn cũng sẽ xoay chuyển y như thế. Và các bạn cần phải thay đổi một niềm tin nữa về hạnh phúc. Đó là không ai mang đến bình an cho mình ngoại trừ chính mình. Bình an không nằm ở phía bên ngoài mình. Mình cũng không cần chạy đi đâu để mình tìm nó hết, mà nó nằm ở ngay bên trong mình. Và chính mình sẽ là người mà tạo ra sự bình an, hạnh phúc đó cho chính mình. Có thể những người khác sẽ đóng góp năng lượng bình an cho các bạn. Người thân, người nhà của các bạn cũng có thể làm điều đấy. Nhưng nó chỉ là ngoại động lực ở phía bên ngoài thôi. Ngoại động lực thì sẽ hết. Và không ai có năng lượng tiếp sức cho bạn mãi. Tại vì bạn đâu có thể gặp được đối tượng đấy mãi. Giống như lớp học này, bạn đâu có thể ngày nào cũng đến lớp học này để nhận được năng lượng bình an đâu. Chúng ta có 2 ngày cuối tuần và chúng ta lại quay trở lại về chính chúng ta mà. Vậy nên khi đã có năng lượng từ đây rồi, chúng ta hãy tiếp tục duy trì nó ở nhà, để các bạn luôn luôn thắp lên cái ngọn lửa ở trong tim các bạn. Và niềm tin đó cần phải thay đổi. Cái nghĩ giàu làm giàu trong quyển Napoleon Hill này đó, thực ra nó vượt qua cái vấn đề giàu có về tài chính, nó còn dạy làm người nữa. Thì cái công thức nó đơn giản thôi. Bạn phải có một ước mơ, bạn phải có một hoài bão, và bạn phải tin rằng là người khác làm được, bạn làm được. Quốc gia khác hay là những tổ chức khác làm được thì bạn sẽ làm được. Thì nó nuôi dưỡng cái này, nó ám thị cái này, và có cái công thức để mà nó hướng dẫn cái con đường đi này. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà qua cái quyển sách này, thực sự mà nói là chúng tôi có thể nói rằng là nếu các bạn trẻ đọc một cách nghiêm túc, hiểu được những cái ý nghĩa của nó, đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi tin rằng là các bạn đã có một cái nền móng tương đối là có thể nói rằng là khá để bắt đầu. There's a process which has made more people rich than any other single process of goal achieving. And it's to take your major goal and structure it as a question. If your goal is to earn $100,000 a year, then you write, how can I earn $100,000 in the next 12 months? Now, that's an open-ended question, not how can I earn it at my job or doing a specific thing, just an open-ended question, how can I earn the amount of money? And then you discipline yourself to write 20 answers to the question. And the 20 answers are all the different things that you could think of to earn $100,000. Work longer, work harder, upgrade my skills, get a new job, take a part-time opportunity. Whatever it happens to be, write down everything you could think of, but force yourself to write at least 20 questions or 20 answers to the question. The 20 question method called mindstorming forces you to dig deep, deep into your mind where you will find all your answers. Bodies intertwined. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need to fall to the call, 'cause they said so. You don't need to fall to the call, 'cause they said.